mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Video ngày hôm nay thì Trinh muốn review cho mọi người một cái sản phẩm skincare chăm sóc da mà được rất là nhiều bạn quan tâm. Đồng thời cái sản phẩm này nó cũng rất là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian rất là lâu rồi. Và mình cũng đã mua và sử dụng sản phẩm này trong một thời gian khá dài để có thể đưa ra được cái cảm nhận của mình trong suốt một cái khoảng thời gian mà mình đã sử dụng. Và mình sẽ đem đến cho mọi người review của chính bản thân mình là nó có đáng hay không để mà mọi người tiếp tục sử dụng và mua lại. Thế thì chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. Đầu tiên thì mình muốn nói đến cái chiết xuất của cái dòng mà mình có trong tay. Thì dòng này là dòng Rose Petal, theo như mọi người thấy, dịch tiếng Việt ra có nghĩa là cánh hoa hồng. Theo như mình biết thì ngoài cái dòng Rose Petal này ra, Thayers còn có chế tạo những cái nước hoa hồng khác chiết xuất từ như là lavender hay là chanh, nếu như là mình nhớ không nhầm. Nhưng mà đại khái thì trên web của hãng mình thấy có rất là nhiều loại chiết xuất khác nhau. Tuy nhiên ở Việt Nam thì nổi tiếng nhất hình như là hai dòng là cánh hoa hồng và hoa oải hương lavender mà thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đi sơ qua một chút xíu về cái thương hiệu Thayers. Thayers là một trong những cái thương hiệu mà rất là đặc biệt, tại vì nó chỉ sản xuất đúng có một loại sản phẩm mà thôi. Đó chính là sản phẩm toner nước hoa hồng. Và nó đã có mặt từ những năm 1847, theo như mọi người có thể thấy ở trên nhãn chai. Về packaging thì mọi người có thể thấy là đây là một cái packaging cực kỳ đơn giản luôn á. Cái chai của nó thì bằng nhựa cứng, cũng khá là chắc chắn. Nắp thì đỏ như thế này và thể tích của em này là 355ml. Ngoài ra nhãn chai thì cũng chỉ có một cái nhãn như thế này thôi. Mặt trước thì in logo rồi tên sản phẩm. Và mặt sau như thế này thì mọi người có thể thấy là nó in các cái thành phần này kia ở phía bên mặt còn lại của cái nhãn chai, chứ không giống như những cái loại sản phẩm khác là họ sẽ in mặt trước thì in thương hiệu đúng không, mặt sau thì sẽ in thành phần. Cho nên chính vì vậy mà làm cho cái packaging của sản phẩm này cũng đơn giản hơn. Nhưng mà nó cũng gây khó khăn cho bọn mình khi mà bọn mình muốn đọc cái thành phần ở phía đằng sau. Tuy nhiên đó cũng không phải là một vấn đề lớn, mọi người có thể tra cứu trên mạng để mà đọc thành phần, chứ không nhất thiết là phải nhìn vào cái nhãn chai. Về giá cả thì em này trên thị trường Việt Nam mình thấy bán với giá dao động là tầm khoảng 230.000 cho đến 350.000 cũng có, tùy vào shop. Cho cái dung tích là 355ml như là mình đề cập lúc nãy. Thì đối với cái giá này không phải là quá cao nhưng mà cũng không phải là quá thấp cho một cái chai nước hoa hồng toner. Để mà so sánh với những cái dòng sản phẩm khác, một chút nữa thì mình sẽ so sánh một cái loại toner nước hoa hồng luôn, cũng một cái thể tích lớn hơn mà còn lại rẻ hơn cái chai Thayers này nữa. Về mặt thành phần thì Thayers khá là nổi tiếng khi mà trong thành phần của nước hoa hồng họ không có cho cồn vào. Chính vì vậy thì nó sẽ không làm da của bạn bị khô cũng như là tổn thương, khá là phù hợp với các bạn mà có da nhạy cảm. Bên cạnh đó thì Thayers cũng nổi tiếng với các thành phần không chứa paraben, các cái chất bảo quản độc hại. Và đồng thời trong này cũng chứa khá là nhiều vitamin E và các chiết xuất từ lô hội, giúp cho da của bạn có thể được sáng và cung cấp ẩm đầy đủ. Đặc biệt nhất trong nước hoa hồng của Thayers đó là có chiết xuất từ cây Witch Hazel. Mình không biết là tiếng Việt dịch ra gì nữa, nhưng mà cái cây này trong này có chứa rất là nhiều chiết xuất tannin, là một cái chiết xuất mà giúp cho xoa khít lỗ chân lông, làm cho thu nhỏ lỗ chân lông trên bề mặt da của mình lại. Chính vì vậy mà nước hoa hồng Thayers đã làm được một trong những cái chức năng quan trọng nhất của một loại nước hoa hồng, đó là xoa khít lỗ chân lông. Ngoài ra thì nước hoa hồng bạn dùng sau khi mà bạn rửa mặt xong thì còn giúp cho lấy lại độ cân bằng pH trên da của bạn, xoa khít lỗ chân lông nè, và cung cấp được ẩm, đồng thời như là một cái bước cuối cùng làm sạch sau khi mà bạn đã sử dụng nước rửa mặt rồi, để mà làm một bước đệm cho các bước áp dụng kem dưỡng tiếp theo. Về mùi hương thì mùi hương của nước hoa hồng này đúng như cái tên gọi của nó là nó thơm như là một cái cánh hoa hồng vậy, rất là dịu nhẹ và sẵn sàng có thể chiều chuộng bất kỳ một bạn nữ nào khó tính hay là bị dị ứng với lại mùi hương.
Một cái chai nước hoa hồng to như thế này 355ml thì mình dùng còn bao nhiêu đây, và mình đã dùng chắc là tầm khoảng từ 3 đến 4 tháng, và trung bình một ngày thì mình sẽ dùng 2 lần, buổi sáng sau khi mình rửa mặt và buổi tối cũng sau khi mình rửa mặt. Có hai cách mà bạn có thể dùng. Cách thứ nhất là bạn có thể lấy một cái miếng bông gòn và thấm nước hoa hồng vào trên bông, sau đó thì đáp đáp nhẹ lên da của mình như thế này. Thì khi mà bạn làm như vậy, một mặt là bạn có thể làm cho nước hoa hồng thấm vào trên da, mặt khác khi mà bạn đưa cái miếng bông lên trên da của mình thì nó sẽ giúp lấy đi những cái bụi bẩn và như một cái bước làm sạch sâu lần cuối cho da của mình. Cách thứ hai là bạn có thể cho cái nước hoa hồng này ra một cái chai dạng xịt có cái vòi phun sương và sau đó là xịt khắp mặt. Làm như vậy thì bạn chỉ có làm cho nước hoa hồng được thấm vào da thôi, chứ bạn không có lấy đi một cái lớp bụi bẩn cuối cùng. Chính vì vậy mà đối với bản thân mình thì mình cũng prefer cái cách thứ nhất là sử dụng miếng bông hơn. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ hao hơn. Nhưng mà đối với mình thì mình thích cái cảm giác là được lau lại một lần nữa, làm cho da của mình được sạch trước khi mà mình áp dụng kem dưỡng ẩm. Và cái cách thứ hai là mình cũng cho thử cái chai nước hoa hồng này ra một cái chai nước phun sương nhỏ nhỏ như thế này. Thì khi mà mình xịt, mình cảm giác là nó rất là khó. Tại vì mình muốn xịt ở phần trán thì mình cũng nhắm mắt lại, nhưng mà khi mà mình nhắm mắt xong, mình mở mắt ra thì cái nước hoa hồng nó chảy vào mắt mình rất là cay và cũng khá là khó chịu. Và đồng thời nó cũng lâu khô nữa, cho nên là mình không có đủ kiên nhẫn để mà xịt lên, mà mình chỉ toàn lấy bông mà thấm trà lên mặt thôi. Cuối cùng thì mình muốn so sánh cái em nước hoa hồng Thayers này với một cái em nước hoa hồng cũng khá là nổi tiếng, tại vì cái giá cả của nó, và mình cũng đã review chi tiết cái em kia trên kênh của mình luôn. Mình sẽ link bên dưới nếu mà bạn nào có nhu cầu muốn được tìm hiểu. Thì cái em nước hoa hồng kia mà mình muốn đề cập đến đó là của hãng Evaluden. Thì hãng này là một cái hãng của Pháp, khác với Thayers là một hãng của Mỹ. Evaluden mọi người có thể thấy là cái chai này nó to, trong này là đến 500ml lận, so sánh với cái chai này chỉ có 355ml thôi. Mà trong khi đó Evaluden thì mình mua với giá chưa đến 200.000, trong khi Thayers thì đến là 200-300.000 lận. Cho nên nếu mà bạn so sánh về mặt giá cả thì Evaluden dĩ nhiên là rẻ hơn rất là nhiều. Về cái thành phần của Evaluden thì nó không có được nổi bật như là Thayers, tại vì trong đây thì nếu mình nhớ không lầm nó vẫn chứa những cái paraben, những cái chất bảo quản. Như vậy thì nó sẽ không có tốt, và nhiều bạn cũng khá là kiểu anti paraben. Đối với mình thì mình không có ngại, nhưng mà càng về sau thì mình cũng hạn chế sử dụng các cái mỹ phẩm hay là skincare mà có chứa paraben, tại vì về lâu về dài thì có thể nó cũng hư hại đối với da và đối với cả cơ thể của mình nữa. Đó là so sánh về mặt thành phần thì Thayers có phần nổi trội hơn, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái hiệu quả sau khi mà bạn dùng hai cái sản phẩm này. Thì thật sự đối với mình thì mình không thấy có một cái sự khác biệt nào cả, hầu như là không có một chút khác biệt gì hết. Cái hiệu quả mà nó mang lại trên da của mình không thấy cái việc xe khít lỗ chân lông quá là rõ ràng. Cái duy nhất mà mình thấy đó là nó làm cho da mình được dịu, cung cấp thêm ẩm cho da của mình và làm sạch thêm một bước nữa sau khi mà mình rửa mặt mà thôi. Chứ còn lại những cái hiệu quả khác giống như là xe khít lỗ chân lông hay là làm sáng gì đó thì hầu như là mình không thấy. Cho nên là thật sự về cái hiệu quả trong thời gian ngắn thì mình thấy cả hai em này không có gì quá khác biệt. Nên nếu mà bạn nào care về kiểu sức khỏe và không có muốn xài những cái chất độc hại làm ảnh hưởng đến cơ thể của mình về lâu về dài, thì dĩ nhiên là mình sẽ khuyên mọi người là sử dụng cái em Thayers này. Video của mình hôm nay chỉ có thế thôi. Mình chỉ muốn đem đến những cái review cũng như là cảm nhận của bản thân mình trong một thời gian mà trải nghiệm cái sản phẩm này. Hy vọng là mình đã đem đến được những cái thông tin hữu ích cho mọi người. Và nếu mà mọi người thích video này hay là tìm thấy những thông tin hữu ích thì đừng quên bấm nút like và hãy subscribe theo kênh của mình để đừng bỏ lỡ qua những video tiếp theo nhé. Mình sẽ hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Bye bye.